Chào các bạn đã trở lại kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay, hãy like, comment cảm xúc, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho Bảo các bạn nhé. Kênh Chuyện Ma tác giả Hàng Bảo sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong buổi kể chuyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện của ông Hai Cát. Nhưng mà thời buổi này là xảy ra cái sự việc ở cái tập trước á, là xảy ra cái việc có một con quỷ. Thì cái con quỷ đó nó bị sét đánh và đánh rất là dữ dằn, cả chục tiếng sét đánh, làm cho cái cây mắm á, đổ vỡ và gãy đổ. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu chuyện này, bởi vì khi đó bà con không hề hay biết được rằng là con quỷ này nó chưa bị đánh. Mọi người cứ nghĩ là nó đã bị đánh rồi, tan thành tro bụi rồi, nhưng mà không, nó còn nữa. Nhưng mà nó sợ, nó bỏ nó đi các bạn đó. Mà nó đã hận thù bà con trong xóm này rồi, cho nên nó đi một thời gian nó lại trở lại. Nhưng bà con ở đây thì hoàn toàn không hay biết cái sự nguy hiểm nó đang rình rập. Thì khoảng chừng 2 năm sau, ở trong xóm nó có một cái vụ như thế này. Nhờ cái vụ này mà phát hiện ra cái vụ con quỷ nó về nè. Cái anh này á, là anh mới có 24 tuổi thôi đó, anh là con của ông bà Sáu. Thì ông bà Sáu này có ảnh có 3-4 người con lận. Nhưng mà những người con kia thì đi mằng ăn chỗ này chỗ kia hết trơn rồi. Có người thì có chồng có vợ. Chỉ có riêng cái anh này là anh ở nhà với lại ông bà Sáu thôi. Thì anh tên là Bổ. Cái anh Bổ này anh mới 20 mấy tuổi à. Mà lần đó anh đi ra ngoài sau hè, anh mằng công chuyện, rồi anh leo lên cây, anh té cây anh chết. Anh leo lên anh chặt cây sau đó rồi anh té anh chết. Thì sau khi mà anh chết rồi á, kiểu như là anh còn trẻ mà anh chết sớm như vậy, bởi vậy thành ra anh rất là linh. Anh linh cực kỳ luôn. Cái lúc mà ông bà Sáu á biết anh chết thì anh em về nhà đồ làm ma tang cho ảnh á, xong rồi cái mọi người cũng đi màng. Ông bà Sáu cũng lớn tuổi nhưng mà ở nhà mình ên vậy. Anh nhát cái mức độ tới như vậy nè các bạn. Thì gần nhà ông bà Sáu á có cái cô Liễu. Cô Liễu này thì cũng có chồng, mà chồng cổ á thì đi màng xa, để cho cổ ở nhà với lại đứa con. Mà đứa con của cổ á thì thường ngày cổ đi màng á, cổ sẽ gửi bên nhà ngoại, có khi để bên nhà nội. Gửi bên nhà nội có khi để cho nó ngủ đâu 2-3 ngày trời đó, rồi mới qua bắt về. Cái hôm đó đó là cổ ở nhà con mình. Cô Liễu này có ở nhà con mình. Thì cổ đang đứng á nghe, cổ đang đứng ở trong nhà vậy nè, cổ dòm ra phía bên ngoài, lúc đó cũng 6 giờ mấy rồi, 6 giờ mấy gần 7 giờ tối rồi, cũng chuẩn bị ngủ ngơi hết rồi. Cái cổ mới dòm lại đằng kia thì cổ thấy á, gần một cái cây ô môi. Thì cái cây ô môi đó của một cái nhà hàng xóm, và cái người ở trong nhà là ông Chính. Ông Chính ở nhà mình nên nè. Mà nhà ông Chính xong rồi là cách hai cái nhà cách hai cái khoảng đường trống rồi tới nhà của ông Sáu đó các bạn. Thì cô Liễu cô đứng ở trong nhà vậy nè, cô mới dòm ra ngoài đó. Cô mới thấy là ông Chính, thấy rõ ràng là ông Chính nha. Ông đứng chỗ cây ô môi á, ông dòm lại phía cô Liễu. Nhưng mà do là trời ban đêm, nhà ông Chính thì ông cũng đợi đèn để trong á, thành ra là ánh sáng nó không mới ra được tới ngoài đây. Cái cổ mới đứng cổ dòm, cổ nói ủa sao bữa nay ông Chính nó quay qua ông dòm nhà mình hoài vậy. Mà thời buổi đó thì ông Chính nó khoảng chừng 40 mấy tuổi à, 42, 43 tuổi à. Ông còn rất là cũng như còn là đâu có phải là già đâu, mới trung niên thôi. Mà thêm một cái là ông không có vợ. Đó, thì nói gì nói, mặc dù hàng xóm, nhưng mà cô Liễu là đàn bà, rồi chồng không có nhà, bản thân ở nhà mình ên, tự động cái ông hàng xóm ông cứ quay qua ông dòm hoài. Mà mình thì mình 30 mấy tuổi, ông 40 hơn, tuổi nó cũng cặn kề nhau thôi. Thì cô Liễu cổ mới hơi bực mình đi, cổ nói ông nội này trời, hồi nào giờ ông trong xóm cũng đàng hoàng lắm, sao mà bây giờ mình đứng đó giờ mình hoài vậy. Thấy vậy á, cái cô Liễu cổ mới đóng cửa. Cô đóng cửa cô đi ngược trở vô, chứ không lẽ mình đứng đây mình dòm hoài. Cái cổ mới đi vô, cổ đi vô mà cổ nằm, cổ bức nhất, cổ khó chịu á, kiểu mà ngủ không được. Vì tại sao mà cái ông này ông lại giống như trong đầu cô Liễu suy nghĩ là ông này nào giờ ông đâu có cái tính tình vậy đâu, mà sao bây giờ ông kỳ cục. Cái cảm giác nó khó chịu, nó tức thôi. Cái cổ mới ra.
Cổ ra nhưng mà cổ không có đứng thẳng ở ngoài cánh cửa nha, cổ đứng bên mép bên đây nè, cổ mới dòm xéo ra ngoài đó thì cổ thấy y chang. Và với cái khoảng cách mà cổ đứng ở trong nhà như vậy á, chắc chắn rằng cổ có thể dòm thấy ông Chính, nhưng mà ông Chính sẽ không bao giờ dòm thấy cổ, tại dòm qua cái kẽ hở mà đó. Thì dòm ra ngoài đó thấy ông đứng đó ông dòm hoài, trời ơi ông nội này trời, cái gì mà kỳ cục vậy trời đó. Thấy vậy cái cô Liễu mới ra coi mấy cái cửa rồi cuộc là cẩn thận, giống như là cũng hơi sợ rồi. Cái cô mới đi vô thôi, bây giờ cởi ổng làm sao ổng làm, mình nằm mình ngủ đó. Cái cô Liễu cô mới nằm, cô nằm cô ngủ vậy mới thiêu thiểu ngủ à, thì nó lợi nó gõ cửa phía bên ngoài mà nói y chang cái giọng ông Chính luôn nha, y chang cái giọng ông Chính chứ không có khác. Vong hồn cô đó, chú bổ các bạn, chạy giờ là cứ bằng đứng là ở ngoài kêu vậy nè, kêu đúng cái tên luôn, Liễu ơi, Liễu ơi ra tôi nói này nghe nè, là Liễu ơi. Ở phá vậy đó, nói y chang cái giọng ông Chính. Thì lúc này cô Liễu cô giật mình thức dậy, cô sợ, cô nói ông nội này em đi về đi, nhà ông không ở đi làm gì, ông qua nhà tôi. Cô mới nạt nộ ra, cô đuổi đi. Cái ông im ru vậy ha, cái đợt cái chừng mà cô Liễu không còn la mắng nữa thì ở ngoài ông nói tiếp. Ông nói Liễu ơi ra mở cửa tôi nói này nghe, Liễu ơi. Lại thêm một lần nữa, thì lúc này cô Liễu cũng quá tức mà cũng rất là sợ. Cái cổ mới đi xuống dưới bếp, cổ mới lấy cái cây mà kêu bằng cái cây mà cây gác bếp á đó, cổ mới cầm cổ đi ra gác cửa bếp, cổ đi ra. Cổ đi ra thì cổ không thấy nữa nha, nhưng mà cổ dòm lại cây u môi á thì vẫn thấy ông đứng đó ông dòm. Trời ơi ông này ông bị khùng điên gì đó trời, quá sợ rồi, cô Liễu quá sợ rồi. Nhưng mà lúc đó thì kiểu mà nhà cửa ở thưa, cũng không thể nào mà la lớn lên được. Thì cô đang sợ, cô đang run mà cô ngồi, cô không có dám ngủ, cô ngồi kế vô cái gần cái bàn thờ á, cô mới dòm ra. Ổng mà đi lại cái là mình phải thủ. Đó thì cô sợ lắm, cô không dám dòm ổng nữa, tại vì cái lúc đó cô dòm cô rợn óc con người rồi, cô sợ lắm. Thì trong cái lúc đó thì cái nhà của ông Chính là bên phía tay trái, chỗ cây u môi. Thì lúc này á cô đang ngồi cô dòm ra vậy nè, thì khoảng 8 giờ mấy thôi, ông Chính ông đi về, nhưng mà ông đi từ cái vách tay phải. Ông đi từ cái vách tay phải nha, nhưng mà lúc đó ông đi không phải một mình, ông đi với một người bạn nữa. Và hai người thì đang cầm mồi để mà tới nhà ông Chính nhậu, rồi xong người bạn ở đó ngủ với ông Chính sáng về. Thì tự nhiên cái cô Liễu cô dòm ra cô thấy hai người, một là ông Chính, hai là cái ông bạn mà cái ông bạn đó cô Liễu cô biết luôn. Cái cô nói ủa gì kỳ vậy, sao nãy ông đứng đằng mấy bên tay trái bên đây mà đâu có, nãy giờ mình ngồi đây mình dòm ra đâu, khi nào mà thấy ông đi ngược lại đâu mà sao bây giờ ông đi ngược về bên tay phải. Thì thành ra là lúc này cô Liễu có hoang mang tột độ, cô không biết cái gì hết trơn, nhưng mà cô nghĩ là cô sợ lỡ như ông Chính này ông kêu thêm đồng bọn nữa vô cãi cửa nhà mình, cô sợ quá đi. Cái cô run người hết trơn, nghe cô ngồi cô khếm núm mà cô không có dám kêu đó. Tới phiên mà ông Chính với lại cái ông bạn đó thì hai ông người ta đâu có ý đồ gì xấu đâu, mà nãy giờ ông Chính nhà không đóng cửa, ông đâu phải ông ở trong nhà đâu, đó là cái hồn ma của anh Bổ á, anh hiện hồn á, anh quá thành ông Chính, anh nhát anh chọc ghẹo như vậy đó. Cái hai người đó người ta đi bình thường về nhà, người ta đâu có thèm dòm vô nhà của cô Liễu làm gì đó, cứ như vậy mà người ta đi về. Thì cô Liễu cô hoang mang đi, cô nói ủa sao em này ông đi mà ông không dòm ngó gì, thì ông đâu có ý đồ gì xấu, mà tại sao nó vậy trời ơi, sao đầu óc mình bữa nay bị cái gì vậy. Thì cái sự tò mò, cái sự khó hiểu nó thôi thúc làm cho cô Liễu là không ngồi một chỗ nữa, mà cô mới đi ra bên ngoài cô dòm lại coi là cái hai người này đi vô nhà rồi mình có nên mở cửa và chạy qua cái nhà của ba má chồng mình hay không, hoặc là mình dòm lại chỗ cây ô môi coi là hai ổng còn đứng ở chỗ đó hay không. Thì lạ lắm các bạn, đi ra rờm thì không còn thấy cái ông Chính mà đứng ở chỗ cái cây ô môi nữa, mà thấy hai ông đi vô trong nhà mở cửa ra, rồi hai ông vô trong nhà đóng cửa nhậu nhẹt chóng. Lúc mà hai người vô trong sạn đồ này nọ nhậu thì cũng không thấy thật, nhưng mà mở đèn lên á, họ để đèn xuống, họ nhậu mới có đèn mới có thấy đường gấp mồi chứ đó. Thì họ ăn uống và nói chuyện, cái tiếng nói thì nó phát ra làm cho cô Liễu bên đây cũng nghe rất là nhỏ, nhưng mà hoàn toàn không có một cái dấu hiệu gì của cái sự là có cái lòng tà gian này nọ để mà rình rập cô Liễu hết. Ủa sao kỳ vậy,
rõ ràng mình thấy ông đứng ở ngoài cây ô môi bên tay trái vậy mà sao bây giờ ông đi dời với ông kia bên tay phải, mà nãy giờ mình dòm ra ngoài đường hoài mà có thấy đâu. Cậu quá sợ rồi, lúc này cậu kiềm chế không được, cậu mới mở cửa ra. Cậu mở cửa ra, cậu chạy về qua bên nhà của ba má chồng đó. Thì cậu chạy ra, cậu kêu cửa, ba má chồng cậu mới mở cửa ra, mặt mày cậu xanh lè xanh lét hết trơn, tưởng bị vụ gì, bệnh hoạn gì. Thì ba má chồng á, bà mới lầm cầm, bà hỏi có gì con ơi, con cái gì vậy con. Má ơi má, con thấy cái chuyện này sao mà nó kỳ quá má ơi. À, thì lúc đó cô Liễu mặc dù rất là sợ nhưng mà cô vẫn kể lại được những cái gì mình đã chứng kiến, những cái gì mình đã gặp và những cái gì khiến mình hoang mang. Cô kể toàn bộ cho má chồng mình nghe. Thì ba má chồng của cổ á là rất là thương con dâu, mà sao con mình kể vậy. Thì thấy vậy ông già chồng ông mới đi ra, ông đi ra ông đi lại cái chỗ mà nhà của ông chính với lại cái người bạn của ông, là hai người đang ngồi nhậu trong đó. Ông mới đi qua, ông đi qua thì ông đi vô nha, ông đi vô cái ông mà hỏi có thằng Chính ở nhà không. Ủa chú ba hả? Trời ơi trùng hợp quá, chú vô nhậu, chú vô nhậu, chú hai con buồn buồn nhậu chơi sẵn dịp qua đây. Thì ông mới đi qua, mà hồi nào tới bây giờ cái ông già chồng này thì ông biết ông Chính, ông Chính là một người rất là đàng hoàng, không có vợ thật nhưng mà sống đàng hoàng, ăn nói đàng hoàng, không bao giờ mà từ đó tới giờ mà ông xảy ra cái sự việc gì mà ta nói nó giống như cái kiểu mà cái lối suy nghĩ của cô Liễu không có. Thì ông mới ngồi xuống, ông cởi thật, ông nói là con dâu tao á nó thấy vậy. Thì cái ông Chính này ông có biết gì đâu, nhưng mà được một cái là có cái ông bạn ông làm chứng. Ông nói không phải nghe bác ba, không phải nghe chú ba, thằng Chính nó nhậu với nó đi chơi với con nè, nó đi đó con với nó nãy giờ là từ lúc chiều là 4:30 á, là hai thằng là sạn đồ nghề rồi, đến 5:30 là hai thằng đội đèn pin đi kiếm mồi về nhậu nè, đồ đạc tùm lum kìa, nhậu không hết còn giọng mấy cái con ếch mấy con cá ở ngoài ở trong thùng kìa. Thì có người làm chứng các bạn, có nghĩa là cái thời gian đó ông Chính và cái người bạn đang đi kiếm mồi để mà nhậu, hoàn toàn không hề có ở nhà, thì làm gì có cái chuyện đứng ở chỗ cây ô môi mà dòm cô Liễu. Và đặc biệt một điều, cái người người ta đã đàng hoàng rồi, người ta không có phải là một cái người có cái tâm ý hay là một cái suy nghĩ xấu gì á, thì người ta bị nói vậy người ta đâu có chịu. Ông Chính mới nói chú ba ơi, hồi nào tới bây giờ con sống ở đây á, đúng con không có vợ thiệt, nhưng mà có bao giờ chú ba thấy con sổ sàng hay là con làm một cái hành động nào đó bất lễ thất lễ với lại mọi người trong xóm hay không, mà sao chú lại nghi ngờ con như vậy. Thì ông và chồng ông mới nói vậy, tao nói thiệt mày nghe Chính, nếu như mà tao nghi ngờ mày hay là tao nghĩ khác cho mày, tao nghĩ quấy cho mày á, là tao sẽ qua tao rình mày, tao đi thẳng qua nhà mày tao hỏi mày, là bởi vì tao biết là con dâu tao nó không có nói dối. Nhưng mà nhầm khi á, dạo gần đây mày có nghe nói không, thằng Bổ con của anh chị Sáu á, nó chết mà nó chết linh, nghe người ta nói là nó cũng nhát hoài, mà nhà nó thì chỉ gần nhà mày nhất, rồi xong mới tới nhà của con dâu với thằng con ruột tao đó. Thì tao nghi cho nên là tao mới đi qua đây tao hỏi mày cho tường tận, mày hiểu ý tao chưa đó. Thì lúc đó ông Chính và cái người bạn thì hai người người ta cũng biết là ông ba chồng của cái cô Liễu này hồi nào tới bây giờ cũng là dân đàng hoàng, ăn nói đâu ra đó. Mà thậm chí nghe là ông Chính mỗi khi mà ông cần cái gì, tại vì ông không có người thân, là ông và chồng của cô Liễu rất là hay giúp đỡ, kinh nghiệm này nọ, săn bắt hay là làm cuộc sống sinh nhai này nọ, hay là cái đạo lý ở đời, thì cái ông này, ông và chồng ông vẫn hay nói chuyện với lại ông Chính, và ông Chính gần như xem ông già chồng của cô Liễu là một cái người thân trong gia đình, thì hoàn toàn ông không bao giờ có cái suy nghĩ gì bậy bạ hết đó. Thì hai bên nói chuyện với nhau mới rõ ràng như vậy rồi, nhưng nó chỉ dừng lại ở một cái điểm là đoán và suy diễn ra có khả năng là chú Bổ, có khả năng là chú Bổ ổng đã làm cái chuyện này, ổng hiện hồn ra theo kiểu như vậy đó. Thì cái biện pháp tốt nhất bây giờ là gì? Ông và chồng sau khi nói chuyện hai bên rõ ràng với nhau rồi, không có cái gút mắt gì nữa trơn rồi, thì ông mới đi về và ông suy nghĩ, ông nói với lại vợ á, bà ơi để cho con dâu nó ở bên đây đi, nhà bên đó đóng cửa. Cái biện pháp đó là biện pháp tốt nhất, một là cho cô Liễu cô không còn sợ, và còn có cái ngủ ngơi bên đây này nọ, cũng có con cái, thật ra là ông cũng kêu rồi,
Ông kêu rồi về bên đây ở đi, chồng bay đi màng lâu lâu mới về một lần. Nhưng mà cô Liễu thì sợ phiền cha với mẹ mình gửi đứa con đã phiền rồi, còn cái việc mà mình làm dâu rồi mình cứ đi màng hoài đó, cơm nước không để cho cha mẹ chồng lo. Mà cái thời buổi đó thì kiểu mà con dâu người ta là phải làm hết mấy cái việc đó. Thành ra cổ ngại, thà là cổ ở riêng chứ cổ không có dám về. Nhưng mà xảy ra cái việc này thì nói chung cổ cũng sợ, bây giờ cổ mới ở. Cổ ở thì cái vong hồn của chú Bổn này ổng nhát được ai rồi á, là ổng đè ổng nhát hoài. Giống như cái kiểu trường hợp của ông cậu ba, bảo kêu là ông ba ha, với lại ông chín á. Thì đừng hòng ổng nhát. Cái lần đó như vậy nè, để báo cởi luôn. Thì ông chín với ông ba, đáng lý là kêu là ông cậu ba, nhưng tập trước bà có nói rồi đó, là tuổi thời rồi lúc đó còn trẻ cho nên là bảo sẽ gọi là ông ba và ông chín ha. Thì ông ba thì các bạn biết rồi, gan cỡ nào. Thì cái hôm mà chú Bổ ông chết á, cũng đi qua phụ hợ rất là nhiều việc. Hàng xóm hồi xưa người ta tình cảm lắm. Cái hôm đó đó thì ông ba ông đi săn, ông đi săn ban đêm, cũng cầm theo cây chĩa với con dựa, là con cái kêu bằng cây dao dao dâu chứ à. Đó thì cái cây dao dâu đó lúc nào cũng theo ổng hết trơn. Thí dụ như ông săn đằng đó phải không, thì ông cắm cây dao ông để đây, ông cầm chĩa theo ông đâm, rồi lỡ mà ông cần chặt cái gì thì ông lại lấy cái ông lấy cái dâu ông chặt đó. Thì cái hôm đó đó ông đang đi săn bình thường vậy nè, thì nó rung cái cây nghe rào 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 ở trên đó nghe. Cái ông mới dòm lên, kiểu mà ông ba ông gan đâu có sợ, ông dội cái đèn ông dòm lên thì ông làm thành một cái con vật. Mà nói chung lúc đó là ông ba cũng không có rõ là con vật gì nữa, mà nó sụ cái đọt xuống nha. Thì dội cánh sáng lên nhìn, ông thấy thì ông mới nhìn cái địa hình, rồi ông nhìn coi mình lại sẽ leo lên cái nhánh nào. Ông dội đèn theo á, tại vì các bạn ở đây các bạn dội các bạn thấy vậy đó, xa các bạn thấy vậy đó. Nhưng mà các bạn muốn săn nó thì các bạn phải tắt cái đèn, rồi các bạn đi lại giống như lọ mọ leo từ từ. Nhưng mà lúc đó là không có được mở cái đèn nha. Thành ra là ông ba ông đứng đằng đây nè, ông dòm lại thì ông mới độ cái chỗ đó là làm sao mình sẽ leo lên nhánh nào và đứng vị trí nào thì cái khoảng cách có thể đâm được cái con đó đó. Thì ông mới chuẩn bị ông leo, ông đi gần là ông tắt đèn rồi. Thì từ ở trên mà cái chỗ nó còn rung lắc á nghe, vớt xuống từ chỗ đó vớt xuống cái bịch vậy nè, vớt cách ông độ 2 thước. Cái chĩa của ông á thì chỉ độ khoảng là 1 thước 7 thôi, cộng với cái sải tay ổng, cái sải tay của ổng này cũng hơn nửa thước rồi các bạn, thành ra là nó ra 2 thước mấy rồi. Thì nó vớt một cái bịch ở cách ổng 2 thước, ổng mới tưởng là cái con vật này do nó sợ quá, nó sợ nó phát hiện như mình lúc mình lỡ gần gốc cây nè, rồi nó truyền qua cái chỗ khác để nó trốn. Nhưng mà cái cây này thì nó trôi lôi, nó không có những cây khác nhánh đồ nó chập qua chập lại để mà nó bá vào cây này, thành ra là nó quảng hồn nó mới té. Thì nó té như vậy thì đôi khi những con vật nó té như vậy nó chưa chết đâu. Thì ông mới cầm cái chĩa, ông định đâm, tại vì cái sải tay ông cộng với cái chĩa là có khả năng đâm được cái chỗ đó. Thì nó nhóm lên, nó vừa vớt xuống nó nhóm lên, nó nhảy vô nó chạy. Thì ông là dân săn chuyên nghiệp mà, cho nên là phản ứng của ông rất là nhanh và rất là nhạy bén. Ông mới bật cái đèn là pin lên, cái đèn trên đầu như nè, ông chế thành cái đèn đội, ông bật lên một cái thì trời đất ơi các bạn, nó nhanh miệng ra nó cười, nhanh miệng ra cười nguyên cái khuôn mặt của ông chú Bổ á, mặc nguyên cái bộ cái người là giống như là mặc đồ đen vậy đó đó. Rồi cái nhanh lên nó mới nhào nó cười, nó nhảy nhởm tại chỗ á. Thì ông giờ ông thấy à, ông mới cầm cây chĩa mà ông không có đâm, tại vì ông nghĩ tình hàng xóm. Ông mới cầm cây chĩa ông giơ lên về cái nó sợ nó chạy lên kia mất tiêu. Nó chạy lên khúc cây kia mất tiêu. Thì ông mới đứng nói vậy nè, ông nói: "Ơi Bổ, tao hồi nào tới bây giờ á, mày qua chơi với tao, tao mà săn được cái gì ngon tao cũng rủ mày ăn đó. Rồi mày khi mà mày té mày chết vậy thì cái số phận của mày, mày tự đi một mình, mày tự té mày tự chết, không có ai làm gì mày hết trơn á. Thì biết là cái số mày cũng số khổ, cho nên là tao cũng đi qua rồi hàng xóm này nổi giúp đỡ mày vậy. Mà bây giờ mày nghe nói mày nhát người ta dữ lắm, bây giờ mày nhát tới tao nữa ha Bổ. Lần này mày bỏ nghe Bổ, lần sau là tao tới cái mộ mày luôn á, nhớ cho kỹ nghe mày."
Đó. Thì ông nói vậy xong cái là im ru nha, cái ông đi săn tiếp. Ông đi săn cho đã xong cái qua đâu có một hai bữa sau nó nhát ông nữa. Chưa sợ, nhát ông nữa. Mà nó tưởng đâu như kiểu là ông ba ông nói mà không làm hay sao nha. Nhát nữa các bạn. Ông ở phía sau nhà ông á thì nó có một cái chuồng gà. Sau nhà ông ba có cái chuồng gà. Nuôi ở trong này đâu có bao nhiêu con gà đâu. 7-8 con vậy thôi. Ông ba ông đi săn về, đó thì ông mới dọn mấy cái đồ của ông săn, cái nào sống ra sống, cái nào chết ra chết. Chết thì mang rồi đem đi thui theo kiểu là đựng cho nó sình á. Ông đang thui ở xéo bên nhà, từ nhà ông xéo ra đâu có chừng 20 thước thì cái chuồng gà nằm ở phía sau nhà bếp á. Ở bên ngoài nhà bếp cỡ chừng là 20 thước nữa, cho nên là cũng khá là xa. Cái khoảng cách từ cái chuồng gà ra tới cái chỗ mà ông thui, ông đốt cái đống ung thui á, là lúc đó là cũng khoảng chừng là 200 mấy chục thước á, không hơi xa các bạn. Ông đang đốt ở đây thì ông nghe con mấy con gà nó la, la quá trời la luôn. Ban đầu thì ông nghĩ nhầm khi nó giật mình thức dậy rồi nó la một hai cái không sao, mà một hồi sao nó la hoài la như vậy, làm sao mà ba má của ông ba ông ngủ được, ông bà cố sao ngủ được. Ông mới bực mình đó, ông bực mình ông mới đi vô. Mà lúc đó đi vô cũng đâu đem cái vợ tới nhà mình rồi, đâu có đem dâu đem chĩa đem gì đó. Thì đi vô, ông đi ngay vô á, thì nó hiện cái hình ảnh y chang như kiểu mà nó thọt tay vô nó bắt gà, thọt tay vô bắt gà là ăn trộm gì nữa. Cái ông ba thì cũng đâu có đem đèn đuốc gì theo đâu, sẵn tiện đi xuống coi thôi à, nghi là cái người em là cái mình không á đó. Thì ông mới dòm, ông thấy cái bóng là thọt tay vô bắt gà, ông nói ơi ăn trộm hả, thì ông mới nhào lại. Ông nhào lại thì nó mất tiêu trước mặt ông luôn. Ông mới giật mình một cái. Ông giật mình một cái nổi óc nha. Thì gan nhưng mà óc cát thì vẫn nổi bình thường các bạn. Cái đó là cái phản ứng tự nhiên về cái sự tâm linh giữa con người sống và người chết. Cái ông giờ ông không thấy đâu, mà trong cái chuồng gà của ông á thì ông làm cái kiểu là ông thiết kế là chỉ có một cái cửa thôi. Một cái cửa thôi. Nó thấy nó rõ ràng đứng ở trong cái chuồng rồi, nghĩa là nó vô trong chuồng rồi. Thì nó mất tiêu như vậy, đâu còn chỗ nào nó chạy đâu. Rồi thêm cái là cánh cửa ông cũng vẫn còn đóng. Tôi nói trời, nữa ha, nhắc nữa. Nhưng mà lúc đó thì ông chưa biết. Ông chưa biết là vong hồn đó là vong hồn của chú Bổ, ông chưa biết. Ông tưởng là bình thường thôi, mà có vong hồn nào đó mà sao bữa nay nó gan, nó dám lại tới chỗ này nó nhát. Tại vì hồi trước ma cỏ nhiều lắm. Cái ông tỉnh bơ à, ông đi vô. Không cần cầm gì hết trơn, đi vô mở cửa ra, ông đứng ngay chuồng gà. Ông đứng ngay chuồng gà, ông dòm lại mấy con gà im ru, mấy con gà vẫn còn nằm vậy đó các bạn. Nó sợ thì nó sợ nhưng mà nó vẫn còn nằm mở mắt ra láo vậy nó dòm. Ông nói thầm trong bụng nghe, ông nói trời nhát nữa ha, bữa nay đâu mà lại đây nhát ha. Thì em vừa nói vậy cái ông nghe kêu anh ba ơi. Các bạn nghĩ liên tưởng cái hình ảnh lúc đó được hay không? Bởi vì cái lúc đó là thí dụ như nè, cái chuồng gà nó cách cái bếp 20 thước, tôi hù tôi thui à. Đang bước vô trong bên đây là không có một cái đèn, cái đuốc gì hết trơn á, để mà giờ mấy con gà đang ngoài giờ vậy nó kêu, đứng ngoài kêu ba ơi. Quay mặt ra một cái hiện nguyên cái hình luôn. Chú Bổ á, ông Nguyện hiện nguyên cái hình vô, ông đứng ông giờ ông cười. Ông cười nhanh miệng ra cười, mà cái hồn ma mà nhanh miệng ra cười nó ghê cỡ nào các bạn. Vậy đó, ông hơi giật mình. Đúng là ông ba ông hơi giật mình bởi vì bị kêu bất ngờ. Nhưng mà quay lại ông gặp rồi, ông ơi giờ ông thấy rồi nha, mà ông làm bộ như không thấy vậy đó. Cái em làm bộ là tiếng nói vậy nè, ông nói ủa ai kêu mình trời. Nhưng mà ông giờ ông có quý, ông không giờ vô trong cái hình ảnh của ông Bổ. Nhưng mà ông biết rồi, ông biết là chú Bổ rồi. Ông ơi trong cái chuồng gà của ông á thì có mấy cái xuổng ông để dành nhằm khi ông đi ông săn ban ngày, ông đào hang đào đất này nọ đó. Thì ông mới dối ông lấy, ông lấy cái làm bộ ông đập xuống dưới đất vậy nè, cũng đứng đó cười nha, cách 5 thước á. Ông mới ra ông mở cửa làm bộ, ông nói ủa giờ này ai kêu mình ta, làm bộ như không thấy nè. Vừa không thấy, ông cầm xuống phan, cầm cái xuống ông phan nó chạy, ông rượt theo. Thì nó chạy theo cái hướng mà chạy ra ngoài cái mộ á. Rồi ông ba ông biết rồi, ông biết là chạy ra mộ nấp rồi, ông không đi ra ngoài liền, ông đảo về. Tại vì đồ ông còn thui mà để đi nó khét sao, nó hư sao. Ông làm cho xong xuôi hết trơn, lúc đó đâu cũng cỡ là 12 giờ mấy gần 1 giờ rồi, xong xuôi hết trơn rồi. Dọn dẹp cắt tất cả các kiểu, im ru phân phát hết trơn.
Ông không cầm dao dâu hay là không cầm chĩa gì hết trơn á. Ông đi ra sau hè, ông chặt một cái khúc tre, rồi ông mới đi qua bên nhà của ông Chính, ông kêu cửa. Ông Chính ông mới ra, hỏi gì vậy thằng Ba, lại gì nửa đêm nữa hôm mày kiếm tao vậy, vụ gì? Hai ông thân nhau lắm, tuổi đời vậy chứ thân nhau lắm. Anh Ba ơi, anh ra tôi nói anh nghe này nè. Ủa anh Chính nè, anh ra đây tôi nói anh nghe này nè. Ủa vậy mày, mày làm gì nửa đêm nữa hôm mày cầm khúc tre giờ cầm cái búa chi vậy? Anh đi với tôi vô đây. Đó thì bà Chính mới hỏi vụ gì, không có gì đâu chị ơi, tâm linh đó mà, nói vậy xong cái bà Chính mới cười, bà không có nói. Đó rồi hai người mới đi ra, gì vậy mày, mày làm tao hồi hộp mày, cái gì nói rõ ra coi. Đi ra ngoài cái ông bà ông kể lại, ông nói là bữa đó là tôi có nói với nó rồi, tôi ra ngoài đó nghe là nó không có được nhắc tôi nữa, mà bữa nay nó dám tới nhà tôi nó nhắc anh Chính. Thì ông Chính ông thừa hiểu tính của ông ba mà, cái ông Chính nó mới nói vậy, mày tính sao, mày cầm cây này mày tính đóng cọc cái mộ nó hả, dỗ vô cái dây, không nói dỗ vô cái dây là biết rồi. Ông Chính nó đi mày, đi thẳng ra ngoài mộ luôn, đi thẳng ra ngoài cái mộ của ông chú Bộ á. Đi ra ngoài đó cái ông Chính không nói gì hết trơn nha, ông ngồi kế bên vậy đó, làm gì làm dòm dòm coi ông thấy không. Thì ông thấy là ông chú Bộ á, ông ở xa xa ông đứng chứ không dám lên gần, ông đứng xa xa ngoài đó ông dòm. Cái ông mới khều khều ông ba, ông nói ơi thằng Ba đứng đó gần mấy cái chuối á. Thì ông ba ông dòm lại thì ông không thấy, xa quá ông dòm không thấy, với lại con mắt ông đâu phải như mắt cung chính đâu. Cái ông nói nó đứng đó đó, rồi anh đợi tôi. Ông Chính nó cũng ngồi ru vậy nghe, ông không thèm nói gì hết trơn á. Cái ông ba ông cầm cái cọc, ông đi ra cái chỗ cái đầu mộ á, mà lúc trước mộ đất đâu có cái bài vị gì đâu, cục đất nó nhô lên vậy nè các bạn, vậy thôi đó. Thì ông mà là ông là người mà tiếp đi chôn, mà không biết là cái đầu mộ ở đâu và cái chân mộ ở đâu. Ông mới đi ra, ông đứng trước cái đầu mộ, ông nói Bộ ơi, tính của tao khi mà mày còn sống mày biết rồi, đâu phải giỡn mày, tao nói là tao làm. Bữa đó tao cảnh cáo mày rồi là không có được nhắc tao. Giờ ba má tao lớn tuổi ngủ bên nhà, nửa đêm nữa hôm mày ra mày chọc mấy cái chuồng gà, mày đâu có sợ tao. Thì bây giờ á, đây nè, tao dẫn anh Chính ra nè, mày biết rồi đó đó, bây giờ mày sống ở đây mày biết anh Chính rồi đó. Cỡ mày anh Chính anh cho một hai lá bùa là xong, nhưng mà nghĩ tình mày, cho nên là bây giờ tao ra đây á là tao chỉ đóng cọc thôi, đóng mày ở đây, không cho mày được phép là đi chỗ nào mà nhắc ai nữa trơn á. Bà con hàng xóm ở đây ai cũng thương mày hết trơn, mà mày lỡ cái số mày mắc vậy rồi thôi, mắc mớ gì mà về mày nhắc hoài. Thôi bây giờ tao đóng cọc mày một cái đi, rồi sau đó từ tính, chừng nào mà mày yên ổn mày đàng hoàng lợi thì tao tha cho mày. Đó cái ổng mới cầm cái cây tre, ổng đi ngay lại cái chỗ cái đầu mộ, ông nhá thật kiểu tính đóng á, mà ông hù, ông có đóng. Dặn thì làm vậy thôi chứ kiểu mà cũng là em út hàng xóm, biết nó buồn nó nhát vậy thôi chứ ông đâu đóng nó. Cái ông mới cầm cái cây tre, ông nhá xuống, đóng xuống đầu cửa một lóng vậy nè nha. Trời ơi khóc các bạn, ở đằng kia khóc. Ông Chính ông quay lại ông khều ông ba, ông nói, ơi mày nó khóc mày, nó khóc nó lại lật đằng kia. Nó biết, chú Bộ biết là ông Chính thấy, cho nên nó quỳ lại vậy nè. Cái ông ba ông làm bộ, ông nói không được anh Chính, tôi phải đóng nó. Thì ông Chính ông cũng diễn nữa. Cái hồn ma các bạn là tuy là mình bình thường mình nói chuyện họ hiểu, họ nghe và họ vô hình mà, họ biết. Có cái ông Chính biết bùa, đâu có đứng gần được mà biết được cái suy nghĩ của ông, dễ gì biết được cái suy nghĩ đó, giống như là hồn ma biết được suy nghĩ mình người bình thường mình thôi. Hay hoặc là cái dòng đó nó mạnh hơn cái ông thầy bùa đó thì có thể khả năng là nó biết được thôi, nó biết được là ông thầy bùa nó nghĩ cái gì. Còn cái dòng hồn của chú Bổ chẳng qua là một cái dòng hồn chết oan, đâu khả năng mà chống với lại ông Chính. Bởi vậy á là ông Chính á suy nghĩ hay nói nhỏ cái dòng hồn chú Bổ nó có biết, nó sợ rồi, sợ quýu hết trơn rồi, là nó quỳ lại xin đắng á. Thì hai ông mới làm bộ, ông Chính thì làm bộ can, còn ông ba thì làm bộ cái đóng tôi phải đóng. Hai người làm vậy đó. Cái ông Chính nói thôi bây giờ tao xin mày vậy nè, mày về đi, mày đừng có đóng cọc nó, để coi mai mốt coi sao. Nếu mai mốt mà nó để mày ngày mai đi, mày đỡ nóng lại rồi mày cho tao hay.
Ừ, bây giờ tôi nghe lời anh Chính đó, tôi về chứ lần nữa là nó tôi đóng nó liền, tôi đóng cọc nó liền. Cái hai ông làm bộ nói vậy, ông ba có làm bộ giận này nọ đi về, còn ông Chính thì cũng về như vậy. Ta nói tối đêm đó các bạn, trời mà hai ông về lúc đó cũng gần 3 giờ sáng chứ nhiêu, là đi theo ông Chính đứng ngoài xin chú bộ, ông đứng ngoài ông xin, ông nói anh Chính ơi, Chính ơi, tôi lại anh, tôi gian xin anh qua nói giùm anh ba đừng đóng cọc tôi, nói rõ ràng rành mạch vậy luôn. Bà Chính cũng nghe luôn các bạn, đứng ngoài nói vậy đó. Cái nói lần đầu không nói, nói lần sau cũng không nói, cái nói thêm lần thứ ba cái ông Chính ông mới chối dối ra ngoài. Ông nói cho mày chừa, bà con hàng xóm không mà đè mày nhát hoài, tao nghe mày nhát nhiều người lắm rồi đó, mày biết là nhiều người bị nhát cũng kể tao nghe đó, mà tại sao tao không ra, tao không làm gì mày là tao nghĩ mày, tao thương mày đó, mày về mày nhát trộm sớm hoài chứ mày, đáng lý ra mày phải về phù hộ cho hàng xóm, mày phù hộ cho người này người nọ chứ sao mày nhát vậy hoài. Nó thì không có trả lời, nhưng mà xin gian xin anh Chính nô nói với anh ba đừng có đóng cọc tôi, đừng có đóng cọc tôi sợ dữ lắm rồi, tôi không dám nữa đâu, tôi không dám nữa đâu đó. Thì lúc đó ông Chính ông mới nói rồi 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 ngày mai tao qua tao nói nó cho, mà mày lần này mày bỏ nghe. Là sáng sớm cái ông Chính ông đi ra cái tre mà ông đóng một đống xuống vậy nè, cái ông mới rút lên cái chỗ cái lỗ hổng nó đó, thì ông lấy đất nhét vô lại xong đi về. Ông đi về cái ông mới đi qua ông nói với lại ông ba, thì hai ông cũng cười vậy đó. Mà tao nói các bạn thấy ghê không, hai ông kiểu mà không sợ ma là gì, thì đối diện chứ hồn ma mà mấy ông làm như cái người sống vậy đó, bài kế này nọ mắc cười lắm. Rồi các thì sau cái đợt đó rồi thì đâu nhắc ai nữa đâu, thành ra là cái ông ba chồng nè của cô Liễu nè, mặc dù là nghi thì nghi, nhưng mà thấy là thời gian gần đây là cũng mấy tháng trời đâu còn nhắc nữa đâu, cho nên là chỉ dừng lại cái việc nghi thôi đó. Cô Liễu cổ về vậy mà theo nhắc chứ bộ không theo nhắc, đời nào mà dám nhắc ông ba hay ông Chính. Cái hôm đó là qua bữa sau cô Liễu cũng đi màng mụn xong rồi về ngủ trong nhà của ông bà và chồng, nhà ngủ chung với con gái. Cái ông về, ông về cái ông rên 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 phía bên ngoài á, cô Liễu đừng có sợ, con nghe rên hoài rên hoài vậy. Cái cổ mới đi qua cổ kêu cái người cha chồng, bởi vì lúc này á là cô Liễu có đâu có biết cái chuyện mà ha ông cha chồng với lại ông Sáu này này nọ là suy nghĩ tới cái việc là vong hồn đâu. Tại vì ông cha chồng cũng về á, ông chỉ nói đơn giản thôi là không có gì hết trơn, con ơi con dòm lầm rồi à, ông chỉ nói vậy thôi. Cô Liễu có đâu có biết, thì con nghe rên vậy đi, cổ mới qua cổ kêu ba má chồng, mà có nói tía má ơi bộ trước cái lúc mà con ra riêng á, mình ở đây mình ngủ cũng đâu có gì đâu, sao bữa nay con ngủ con nghe tiếng rên ở ngoài đó. Thì cái người cha chồng mới dậy rồi đi ra coi này nọ, thì cũng không có gì, mà hỡi đi vô nằm chút xíu là rên nữa. Cô Liễu lại kêu cha má chè ba má chồng của mình, thì thấy vậy đó, cái người mẹ chồng á nó thôi để tao ngủ với hai đứa bay. Thì tới phiên bà vô đó bà nằm á thì không rên nữa, ngủ tới sáng. Thì qua hôm sau nữa thì cũng im ru được đâu 7-8 ngày vậy đó, tới cái ngày thứ 9. Thì cái đêm đó là trong nhà là cái người cha chồng có nhậu với vài người bạn. À, nhậu xong rồi thì bổn phận làm dâu mà mới thức, đâu có chừng 8 giờ mấy gần 9 giờ tối thức dậy dọn. À, thức đâu có ngủ đâu, dọn dẹp này đi làm sao. Thì lúc đó là cái người cha chồng xỉn rồi, vô trong nằm ngủ rồi. Thì cái bà má chồng á, bà giữ cái bà vô bà nằm với cái đứa cháu nội để cho nó đừng có khóc. Tại thường ngày á, lúc mà cô Liễu không qua đây thì cháu nội ngủ chung với hai vợ chồng già, chứ nó ngủ mình đâu có được, nít mà. Rồi cô Liễu qua đây thì ngủ chung với con gái, mà bữa nay không có mẹ nó ngủ không được. Đó, thành ra là bà mới vô bà nằm. Còn lúc đó là cô Liễu cổ mới đi ra phía sau á, cổ thấy chén dĩa nhiều quá. Mà từ lúc mình về nhà ở với cha mẹ chồng, cơm nước cha mẹ chồng cũng lo mình quá sướng rồi, tới bây giờ mình rửa chén bình thường thôi có gì đâu. Cổ mới lấy chén dĩa ra cổ rửa đi. À, lấy chén rửa ra cổ rửa, cổ đang rửa vậy cái nó kêu chị Liễu ơi. Liễu có mới giật mình, ủa ai kêu mình vậy, mà kêu bên vách á, bên vách nhà, ủa ai vậy em nè chị Liễu, chồm nguyên cái mặt ra của chú bổ luôn. Trời ơi, cô Liễu cô á lên một tiếng rồi cô hắt cái mâm, cô sợ quá cô hắt đại cái mâm chén bịa gì vậy gì nó bể tùm lum mà trơn, nó đứng ngoài cười, cô sợ quá cô cà lết mà cô la đâu có nổi đâu, quýu chân rồi. Lúc đó là coi như là trong người là
quýu hết trơn rồi, sợ quá sợ rồi. Lết 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 vô ao ớ, thì may lúc đó cái người má chồng mà đâu có ngủ đâu, mới đi ra rồi, sức dầu sức gió rồi tùm lum hết trơn. Khuya khuya cái hai má con ở trong cái đang ngủ vậy đó, ở ngoài kêu chị Liễu ơi kêu vậy đó, kêu xong cười đó. Thì mà ngặt cái là cái người cha chồng xỉn nè, cho nên anh đâu có kêu được cái gì. Bà má chồng bà tức rồi, thấy nhát con bà vậy bà tức. Sáng ra bà mới đi qua bên nhà của ông Chính mới gặp bà Chính. Bà nói là bà kể lời, bà nói là con dâu tôi bị như vậy đó, mà cái bữa đó cũng kể tường tặng hết từ đầu tới đuôi luôn. Thì ông Chính nó mới nói trời đất ơi sao mà lâu rồi nó không có nhát, sao bữa nay nó còn nhát nhít kiểu này nữa trời đó. Thì ông Chính nó mới đi qua nhà ông bà Sáu là ba má ruột của chú Bổ á. Ông Chính nó mới hỏi vậy nè, ông hỏi anh chị ơi gần đây thằng Bổ nó có về không, nó có về nó thăm anh chị này nọ không. Thì ông bà Sáu thì thiệt thà với lại là tin tưởng ông Chính, cho nên là kể nó là có chú ơi, trời ơi nửa đêm nó hôm nhầm bữa mà cái thằng này cái tính có lúc còn sống mà chú biết rồi, nó hay cà rỡn, nó thành ra cái lúc mà nó chết rồi nó về nó lớp thì nó chọc phá, nó chọc ghẹo, nó nắm giò tôi nắm giò ổng rồi nó cười khà ở ngoài trước á, nhưng mà nghĩ là con cái thương nó quá rồi kệ nó, cũng không có nói gì cúng kiến cho nó thôi. Nhưng mà gần đây thì hình như là nó không có về, cách đâu có nửa tháng nay nó không có về, còn trước đó làm hoài. Thì giống như là con cái người ta kể tin tưởng ông Chính thì kể phần nào thôi, chứ đâu dám kể tường tận. Thì ông Chính nó mới kể lại, ông nói nè, nó nhát con Liễu, con dâu của anh chị ba bên đó đó, bây giờ chị thấy sao. Ủa nó nhát vậy đó hả, trời ơi. Ông Chính nó mới kể, ông nói là hồi trước nó còn nhát, nó nhát tùm lum người hết trơn á, giờ nó nhát luôn cả thằng ba mà chị biết rồi, thằng ba nó cỡ nào nó đâu có sợ. Thì ông mới kể lại cái vụ mà cầm cọc hù đóng cọc đó. Thì nó mới sợ nó không nhát nữa, mà sao mà mấy tháng nay nó không nhát, rồi từ bữa nay nó ra nó nhát con Liễu. Cái ông Chính nó mới nói bây giờ á là phải làm gì đó cho nó sợ chị ơi, anh chị ơi, chứ nó nhát kiểu đó hoài, nhầm khi người ta chịu không được á, bà con hàng xóm mình được còn đỡ, còn nó quen cái nó đi nhát người này người kia, gặp mấy cái người ta không tốt thì đi kêu thầy đánh nó tội nghiệp. Ông bà Sáu cũng đồng ý đó. Thì đi ra cái ông Chính ông mới làm cái lễ, ông làm cái lễ qua ngày hôm sau nha, và ban đêm á làm cái lễ xong rồi ông mới kêu là một cái người trong xóm mà là con trai đi qua hợp cái vía với lại chú Bổ á. Thì ông nhập vô ông cười khà mà gặm Chính ông sợ cũng như mà sợ cũng cười à. Cười xong cái ông kể, ông nói bữa đó là tôi nhát á, tôi đứng ở chỗ cây ô môi á mà tôi làm giống cho chị Liễu chị sợ đó, thành ra là cái việc bữa đó đâu có liên quan gì tới ông kia đâu. Chỉ là do cái ông chú Bổ này thôi đó. Rồi ông cũng nói là đi về tôi kêu ông kể ra trơn luôn, có ông Chính vô ông sợ cười vậy đó, mà kể xong cười hát vậy. Ông Chính nó không được, mày không có được vậy, bây giờ vô chùa không, còn không vô chùa đó thì ở yên trong đó, không có phá phách người ta, tới khi nào mà đúng giờ đúng giấc người ta kêu đi thì đi, chứ không có còn mà ngồi đó hoài vậy. Thì cuối cùng ông cũng chịu nè, cũng chịu rồi. Từ cái hôm đó nghe là ông không nhát nữa các bạn, không hề nhát nữa luôn. Nhưng mà ông Chính ông cũng hăm dọn làm dữ lắm. Cái bữa đó ông nói bây giờ mày mà nhát một lần nữa là tao nói thiệt với mày, một là tao bắt mày tao nhốt vô trong hũ, hai á là tao đóng cọc mày cho mày nằm ở đó đó, chứ không cho mày đâu hết trơn. Là im ru vậy đâu nửa năm nha các bạn, đâu nửa năm. Thì cái lần đó là nó xui một cái là vậy, ông Chính với cả ông ba luôn là hai ông mới đi săn ở chỗ cái chỗ khác, là đi mấy ngày trời mới về, là con quỷ nó về nè. Thì ở trong xóm á có một cái đứa nhỏ lúc đó là nó khoảng chừng 12-13 tuổi thôi, nó đang ở trong nhà vậy đó, mà hồi nào giờ nhỏ nó ngoan lắm, nó không bao giờ bước ra khỏi nhà đâu. Thì tự động bữa đó nó ở trong nhà, ba má nó còn ở trong mà giữa ban ngày luôn các bạn. Biết nó dụ nhỏ sao, nó bắt nhỏ ra, nó dụ nhỏ ra thì thằng nhỏ nó chết đuối, nó dụ ra rồi đi vô phía hướng dưới sông á, rồi nó dụ nhỏ xuống dưới, nó làm sao nhỏ chết queo. Còn hai vợ chồng ở trong nhà mà ta nói tức mình mà lấy tay đấm vô mặt vô mày mình luôn. Bởi vì sao? Bởi vì trời đất ơi, con mình ở ngoài trước sân, mình ở trong nhà chỉ khoảng 15 phút thôi, hai vợ chồng thì người này làm cái kia, mà con mình nào giờ nó cũng ngồi ngoài sân nó chơi vậy đó, mà nhà mình có hàng rào nữa,
không bao giờ nào mà nó bước ra khỏi nhà. Vậy mà bây giờ nó mất tiêu, tới chừng chạy đi kiếm thì mấy bữa sau con xác nó trồi lên. Thì khóc hết nước mắt luôn, quá đau lòng luôn. Rồi hai vợ chồng cứ bằng xỉu lên xỉu xuống này nọ, đó chừng mà chôn cắt cái đứa nhỏ rồi đó. Thì cái hôm đó là đâu khoảng chừng là hai bữa sau à. Đó, thì ông chú bổ ông mới về ông kêu. Ông kêu ông bà Sáu, kêu ba má ông á. Ông nói tía má ơi, quà tới rồi. Ông chỉ kêu được vậy thôi mà ông không kể được hết. Nhằm khi tâm linh mà các bạn, nhằm khi con quỷ đó nó biết thì nó chặn ông này. Nó không cho ông chú bổ ông được kể ra, ông được nói ra. Thành ra là không có được. Ông chỉ kêu được vậy thôi. Cái lúc đó thì ông bà Sáu á, ông chính ông không có về. Cái ông bà Sáu mới nói trời ơi, cái chuyện mà gì mà quả tới là làm sao. Rồi ông bà Sáu nói chung cũng sợ các bạn. Nếu như mà có ông chính ở nhà thì đi qua ông chính hỏi ông chính rồi. Hỏi rồi con mình nó về vậy là có sao không hay là sao là nọ nói chuyện với ông chính. Nhưng mà ông chính lại không có ở nhà. Còn ông bà Sáu thì lại không dám đi qua để mời ông thầy Pháp. Mời ông thầy Pháp, lỡ như ông thầy Pháp này giờ ông đánh con mình sao. Mà thí dụ như cái chuyện mà nhát người này nọ thì còn đỡ đi. Ừ, còn làm này cái kia cho sợ này nọ đỡ. Còn đằng này á, đã có người chết rồi mà là đứa con nít nữa, mời ông về rồi đó gia đình bên kia người ta biết rồi, người ta lại nói là con ông hại chết con tôi hả. Lúc đó trả lời sao mà trước con mình cũng nhát dữ lắm. Thì ông bà Sáu mới đắn đo mà suy nghĩ hoài. Con cái là kêu vậy được đâu, 2-3 ngày không có kêu nữa đó. Thì tới cái hôm thứ tư thứ năm á, giống như là cái ngày mà sau 3 ngày của về kêu ông bà Sáu xong đó, là tới cái ngày thứ tư thứ năm, cái chú bổ á các bạn, cái vong hồn của ổng á, ổng mới qua bên cái nhà của một cái người ở đó, là vợ chồng của bác, kêu là vợ chồng của bác Hai đi. Vợ chồng bác Hai này có hai đứa con gái, một đứa là 16 tuổi và một đứa là khoảng là 14 tuổi. Thì ông mới về, ông khiêu dắt, ông kêu là anh hai ơi đó. Thì bác Hai ông ở trong nhà, ông đang ngủ, con cái ông thì ngủ giống như là cái giường này với cái giường bên kia đối diện vậy đó. Thì ông mới nghe kêu vậy, ông nói ủa ai vậy trời, ai vậy nửa đêm nửa hôm sao mà kêu mà không đi ra nhà trước, đứng mà đứng ở đâu bên vách. Thì chú bộ ông nói giữ con anh cho kỹ á, nó rình nó bắt con anh á, nói rõ ràng vậy luôn, mà nghe cái giọng là lại nhớ là chú bộ hồi trước nữa. Thì ông này ông mới giật mình, ông ngồi dậy, bắt hai em giật mình mà vậy, ông chạy ra, ông mở cửa, ông chạy ra ngoài, không có gì trơn. Thì cái chuyện đó đó nha, một lần, đến khuya lại khiêu dách nói lần nữa, nói cũng y chang như là cái đợt đầu vậy đó. Cái bác Hai này ông thấy lạ đi, nó có gì kỳ đó trời đó. Cái đến cái giấc mà gần sáng á, cỡ là 3 giờ mấy 4 giờ á, thì lúc đó ông chú bộ báo mộng luôn. Ông hiện hồn ra vậy đó, ông đứng ông kêu, ông nói anh hai tôi nói anh nghe nha, anh ngày mai anh không đi mặn nha, anh ở nhà không nghe, anh mà đợi cho con anh đi ra nó rình nó bắt con anh á, con quỷ mọc giò. Cái bác Hai trong giấc mơ cái dí ông nói chung là cũng bình thường, khôn mà ngu. Ông mới nói ủa mày nói gì mà tao nghe tao không hiểu gì trơn vậy, sao mà tao đi mặn không mặn lấy gì sống mày, anh không có đi mặn, ở trong nhà không có được đi ra ngoài, nhất là hai đứa con của anh nó cho nó ở trong nhà nha, nó đi ra ngoài là nó bắt con anh chết, đó. Thì nói như vậy xong rồi thì cũng đi chứ đâu có còn mà hồng ma, nhầm khi đâu phải là cái chuyện gì người ta cũng báo trước cho mình được. Chú bổ tại vì ông thật ra một lần ông nhát vậy thôi, chứ cái tâm ông là cái tâm tốt, ông biết con quỷ nó về đó, thì ông mới báo, ông báo cho cha mẹ ông biết trước. Nhưng mà cha mẹ ông thì có những cái lý do bà mới vừa đề cập đó, cho nên là không có dám nói. Rồi ổng mới chạy qua bên đây, ổng biết là nó con quỷ nó rình. Là trước nhà của ông này á, thì cái nhà ổng đi dài ra, ông bắt hai này dài ra cỡ chừng 20 thước á, là cái đường lộ chính. Thì theo cái đường lộ chính, nó cái việc mà ổng đi làm hàng ngày, ổng sẽ quẹo phải. Ông quẹo phải, ổng đi dài tới rồi là sẽ vô cái con đường mà ổng đi mằng. Đó, thì ngang chỗ đó nó có mấy cây dừa. Cách nhà độ khoảng chừng là 300 thước có mấy cây dừa. Là nó rình, con quỷ nó rình trên đó đó. Nó dình là giống như là nó đã theo rồi, nó đã theo cà kè mà những ngày trước rồi. Thì giống như là tâm linh mà các bạn có thể là nó theo, nó hớp cái vía, nó làm cho giảm cái dương khí gì đó xuống đó. Thì tới ngày đó là nó bắt, nó rình rồi, nó mà đi ra là bắt đầu nó bắt. Quỷ một lần nó ghê lắm.
mà nó làm hay lắm nghe, nó làm cho cái cô này thì yếu trong người thì có yếu đó, đương nhiên phải yếu rồi, bị nó tác động rồi, nó ở gần vậy mà phải yếu thôi, con cái là không có bị cái vấn đề gì khác hết trơn, bệnh hoạn gì chứ đó. Thì cái ông bác hai này ông ngủ thức giấc thức dậy, ông mới kể vợ ông nghe, ông nói đêm hôm vậy vậy ba lần vậy. Thì vợ ông mới nói thôi, mà trời đất ơi, ngày bữa nay là cái ngày gấp nè, là phải làm hoàn thành công việc cho người ta chứ mấy thôi sao mà người ta mướn mình nữa. Với lại mình đi làm ban ngày ban mặt mà có cái gì đâu mà quỷ ma gì bắt ban ngày. Đó giờ quỷ ma bắt ban đêm ban ngày gì nó bắt. Đó thì hai vợ chồng cũng thấy là nó đúng đi. Thành ra đó là quyết định là không có nghỉ, dắt hai đứa con đi. Đó sáng ra rồi đó thì cái ông mà hồi trước cái chú mà hợp vía với lại chú bổ mà ông chính ông cho nhập vô đó để cho ông nói ra hồi trước ông nhắc người ta sao đó. Thì cái chú đó thì cái ông Hai Cát kể cho Bảo nghe thì nói là cái thằng đó vậy, nhưng mà không nói rõ cái tên. Bây giờ Bảo sẽ kêu là giống như là chú Lạc đi. Thì chú Lạc này ông đang ngủ trong nhà vậy mà ông nhập. Chú bổ ông nhập vô liền. Ông mới nhập vô, ông nhập vô rồi ông chạy qua. Đó, thì ba má ổng là anh chị em của chú Lạc á, ở sao không biết sao con mình đang ở trong nhà tự nhiên bật dậy, kêu bằng quăng mền quăng gối chạy ra. Đó, mặc cái quần tà lõn ở tràng chạy ra ngoài mà tông cửa rồi gích cửa làm rầm mà kêu hoài kêu không ngừng, thì gia đình nó chạy theo đó. Thì ổng mới chạy một mạch qua bên nhà của cái ông bác hai này nè, thì gia đình đang bước ra khỏi nhà rồi ổng chặn lại, ổng xô bác hai nói anh làm cha làm mẹ mà nó không thương con, anh dắt nó đi nó bắt con nhỏ chết. Thì gia đình nó giật mình thôi, cái gì vậy, trời gì vậy. Nhưng mà ông bắt hai thì lúc đó ông xanh mặt rồi, bởi vì tối đó ông bị cái trường hợp như vậy thì gia đình không biết thôi, có ai đâu biết. Mà sáng ra sao tự nhiên thằng Lạc nó chạy qua bên nhà mình đó, thì lúc đó hỏi mày là ai, mày là thằng Lạc hay là cái gì, tại vì thấy cái cách thức của ông chú Lạc này nó không còn giống bình thường nữa rồi, giống như là một cái người bị hồn dựa rồi. Cái là tôi nè, không có đi ra, trời ơi đi ra nó bắt chết con quỷ một giò, nó rõ ràng là con quỷ một giò luôn nha, nó đứng ở trên mấy cái đọt dừa nó rình nó bắt, giờ nó bắt con nhỏ này xong rồi nó bắt nữa, ở yên, trời đất ơi. Lúc đó là ai cũng hỏi là bắt đầu cái mới chạy qua bển kêu ông bà sáu lúc đó là còn giấu gì nữa, cởi luôn. Và lúc đó là ông chú bổ trong cái xác ông chú Lạc, ông cũng nói là con về con nói tía má rồi, mà tía má không nghe, tía má sợ người này người kia, cái này là con giúp nè, chứ con đâu có nhát đâu, con giúp đâu. Rồi đó xúm nhau mới chạy đi kêu thầy về. Mà các bạn đã biết ở tập trước rồi, cái ông thầy đó ông gặp con quỷ đó, ông lằn con chỗ cái mắm ông làm còn không lợi, nói gì bây giờ. Thì ông ra ngoài cái dừa, ông thấy thiệt các bạn, nói rồi nó ngồi trong cái bọng dừa, nó ngồi trong đó đó. Con quỷ một giò, có con giò không à, mà ông thầy pháp ông xanh mặt chứ đâu dám chỉ, ông không có dám chỉ đó. Thì ông mới kêu bà con là cứ ở yên trong nhà này nọ, đừng có đi ra mình giờ linh này nọ, hay hoặc là cái giờ mà ban đêm ban hôm đừng ai đi đó. Thì qua hai bữa sau ông ba với lại ông chính về, thì hai ông mới nghe cái vụ đó đi, hai ông mới rình, mới dẫn ông chính đi cách xa ra dòm chứ đâu có dám lại gần. Ông chính ông dòm nó thấy thiệt các bạn, ông nói ông mới khiêu ông ba đi về mẹ ơi, đi về khiêu, đi về liền, không có dám ở đó. Về tới đây rồi ông chính ông đổ mồ hôi lạnh luôn, cỡ ông chính mà còn cỡ đó. Còn ông ba thì da gà cái ốc nổi đầy hết trơn, nhưng mà được cái gan, sợ thì sợ nhưng mà biết con quỷ này là dữ dằn lắm. Nhưng mà lúc đó là chỉ nghĩ là con quỷ một giò này là con quỷ nào thôi. Con cái là đi ra kêu chú Lạc á, ông chính ông đi ra ông kêu chú Lạc để kêu cái vong hồn của ông chú bổ ông nhập vô để ông chỉ, thì kêu hết được à, chứ đâu phải muốn kêu là kêu đó các bạn. Giống như là ông liều mạng ông nhập vô vậy đó, nhập vô chú Lạc hôm qua ông cho hay đó, thì là hết đát của ông rồi, ông không làm gì được nữa hết trơn. Kêu nhập vô không được thì thành ra là ông chính với lại ông ba mới chạy qua rình. Thì ông chính ông về ông phán một câu mà ông ba xanh rờn mặt mày hết trơn, con quỷ hồi trước con quỷ cho cái mắm, trời đất ơi ông ba gì quỷ mắm lần bị sát đánh rồi mà nó gãy con một giò mà. Tại vì hồi trước ông chính cũng dòm thấy con quỷ trên cái mắm, ông biết ông có bùa mà ông biết. Thì ông mới đi qua bên đó ông hỏi ông thầy pháp, sáng bữa sau ông đi qua ông hỏi ông thầy pháp cho xác định. Thì ông thầy pháp nói nó đó là bây giờ nó về nó bắt đó. Thì hai ông đâu có ông nào mà khả năng mà chỉ được cái con quỷ này đâu,
quỷ mọc giò này đâu chỉ đường đó. Ta nói ông ba trong cái thời gian đó cỡ ông ba luôn đó các bạn, mà kêu bằng là không dám ra khỏi nhà ban đêm, không dám ra. Bà con hàng xóm thì trong vòng nửa tháng trời là kêu bằng là không ông nào dám nhúng nhích, sống trong cái nỗi sợ hãi đêm hôm ha. Nó đi vòng 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 ngoài, đi đi hiển nhiên vậy đó, chứ không phải như hồi xưa mà theo nhát hay là cái này cái nọ đến hớp đâu, nó hớp hồn hớp vía vậy đâu, lỡn quẩn đi ngoài. Trong khi đi tới nhà ai hợp vía mà nó biết là thấy nó đứng nó dòm sợ, rồi chùm mền chùm mùng lại, là cuột tay cuột chân lại, không có dám mà đi ra, khủng khiếp lắm. Cái mà ta nói rồi các bạn, những cái vong hồn ma quỷ đồ ha, mà thầy pháp đồ xung quanh nó chị không nổi là xét đánh à, không có để được lâu. Nó lợn quợn vậy hơn nửa tháng à, giống như nó bị bể ra, bị biết ra rồi á, là cỡ hơn nửa tháng sau ông đánh tét cái dừa luôn. Trời không có mưa, giông gió thôi, chỉ mưa thôi mà ông làm tét cái dừa luôn. Thì cái lần này nè, ông thầy pháp ông đi ra ông nói rồi, trúng nó rồi, đánh duy nhất một lần xét một, không đánh như hồi trước mà giống như hồi trước nhầm khi đánh theo kiểu là đánh cảnh cáo nó hay sao á các bạn, hoặc là đánh là giống như cho mày sợ, mày đừng có nhát người mà đi tu đi này nọ đó. Nhưng mà lần này là cố ý về bắt người rồi, một lần xét duy nhất tét cây dừa ngã đổ đó. Thì cây dừa các bạn thì ở bên trong nó sẽ có những cái chất nhờn, khi mà mình chặt vào nó hay hoặc nó bị gãy nó sẽ phát ra cái chất nhờn, nó cái màu nó tím tím. Thì cái hôm đó là lợi đó, nó không còn tím nữa mà nó đen, nó đen các bạn. Mấy ngày đầu nó sẽ tím thì sau đó nó mới đen, chứ còn này đánh xong sáng ra mọi người đi ra coi đen, mà cái lằn đen nó chảy dài xuống nè, y như là cái kiểu là giống như là người ta nói là cảnh tượng y chang như là máu mà bị chảy xuống, máu đen bị chảy xuống vậy đó, mà nó lại phát ra cái mùi nó khó ngửi. Thì thường thường mấy ông thầy pháp mấy ông nói là ma quỷ mà nó vô hình vô vi thì cái mùi máu của nó đâu có. Có một cái á là quỷ mà nó thành giống như nó gần thành tinh á, nó thể hiện hồn ban ngày này nọ rồi nó hiện y gian như người thường á, thì nó có những cái dấu hiệu đó, nó có phát ra những cái bị sét đánh á, nhiều cái thứ mà dương khí mạnh này nọ đánh vô cái âm khí mạnh của nó thì nó sẽ có một có những cái hương vị, cái giống như là cái mùi hơi khó ngửi như vậy. Thì sau cái lần đó rồi là mà đánh thẳng quỷ một giò luôn, và từ đó về sau nó biết mất tích luôn, chắc bị đánh rồi các bạn. Ông thầy pháp nó cũng đâu có dám mà yên đâu, rồi ngay cả ông chính nữa. Sau đó cả tháng trời đó, vừa bọng thì đốt rồi xong hết trơn, nhưng mà cũng là đi rình coi có nó còn hay không, tại vì con quỷ một giò đó nó làm ghê lắm, sớm chờm cái bằng quán sợ hết trơn mà. À rồi thì Bảo sẽ dừng cái tập chuyện này ở đây. À, phần sau á chúng ta sẽ được nghe qua câu chuyện của ông chính kể về những cái ông thầy mà kêu bằng thầy bùa, thầy ngải đồ các bạn, cũng rất là hấp dẫn và ly kỳ. Còn bây giờ thì Bảo xin chào và chúc mọi người có một đêm ngon giấc.